Đây là cây bơ. Quá trái luôn cả nhà ơi. Chiều nay gia đình mình đi câu cá cha. Dạ Trang xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Nhỏ Miền Tây. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay gia đình mình săn bắt cũng nhiều cả nhà ơi. Dự định thì bữa nay mình câu cá đêm. Coi như thế nào em, cả nhà biết sao. Giờ này là 5 giờ 17 giờ mình câu đến tối luôn. Nói chung là câu chừng nào đến hết hai thao mồi là về đó. Hôm nay câu cá có Út đi theo nữa. Mồi thì anh Nho đã trộn sẵn ở nhà rồi. Bẻ nhánh cây anh hai anh có cây sắt rồi, mình tiếp cây nữa. Sao mới rồi. Dạ mới làm cặm sẵn đó. Em kiếm cây của em nữa. Đây cây bông điên điển. Chiều nay nó nở hoa rất là đẹp. Đây cây bông điên điển nhìn thấy thèm luôn á em. Đây là hoa 10 giờ. Giờ này buổi chiều nên là nó không có nở hoa. Mình rất thích bông hoa 10 giờ màu tím với màu trắng. Màu trắng rất là tinh khôi. Hôm nay em ba xuống trước hả em? Chưa. Anh Nho đã chuẩn bị sẵn cho cha và cho em ba luôn. Nay hai chị em mình sẽ ngồi xem cha anh Nho và em ba câu cá hay em. Dạ. Nhà mình có ba cái cần câu, còn có một cần câu thụt nữa mà cần câu thụt thì không có câu được. Cha nói câu đi, một hồi mà dính cá nhiều á để cha gỡ thay thế. Cũng hy vọng. Thôi kỳ vậy cha. Tới em là một bài toán khó rồi đó em ơi. Ai cũng xuống hết rồi còn một mình em thôi đó. Nhưng em dính rồi kìa. Em dính rồi. Dính. Dính chạy vô đó. Dính rồi. Ôi giời cá đã. Cá chân phích cả nhà. Chân phích luôn cái cha. Una u nặng. Em ba hay quá em ba ơi, cho cha cái kìm đi em. Phải nói không em ba, cái đó là cái cá chiếc. Em để cái cây tiền.
cái cho cha cầm cái cây, cái lồng đi Út ơi. Nhỏ đó. Em ba bị cận nên là khi đi câu cá là phải mang kiếng mới quan sát xa được. Còn bình thường thì không có kiếng cũng được. Giật dữ ảnh thôi. Ôi, nặng lắm quá vậy. Quật đọt luôn. Ôi. Giờ tới rồi em ơi. Tới vợ rồi em ơi. Ui, cá bự. Bự nha. Lo thấy mồi cho em ba không à. Của em ba dính nữa già nè. Hao không Út? Mà chắc rõ không quá. Ê, cho anh xem cái đi cha. Đây nè cả nhà. Cha nói gì? Ai làm gì làm. Cha gỡ là thích rồi. Câu cha gút lên này cha chưa có cơ hội để xuống nữa. Ôi. Mạnh dữ vậy anh. Nhỏ mà trắng ha. Nhiều đi. Đó, trắng rồi. Ai. Như bông bưởi luôn á cha. Nãy giờ cha chưa giật chơi. Cha, không quạo nha cha. Cha giật mà dây nó xoăn như tóc uống luôn rồi. Vui vẻ không quạo nha cha. Say quá. Say quá. Biết đâu kéo vô dính con cá sao cha. Dễ gì vậy? Cắm đầu á. Cha giật cắm đầu mới đúng á cha. Lâu nghĩa thì tình. Nhân em mới cần gì. Thôi không sao, mình làm lại từ đầu đi cha. Ồ lũ cá chạy tàu kìa. Đi vô. Cá chạy tàu vô kìa, chạy tới đây luôn kìa. Kìa. Ừ. Kìa em kìa, nó chạy giỡn sống kìa. Nó chạy từ bên kia qua đây luôn. Trời. Cha ơi, cảm giác của cha như thế nào khi nãy giờ giật hụt? Buồn. Cha cũng chuyên nghiệp lắm chứ bộ. Hay quá. Lại cái này cho. Em ba này kỳ quá nha. Tình như nghĩa bà ông cái chuyện hết.
hết màu rồi. Hay thiệt. Con ơi, cho lấy hên đây. Đây này cá ục quá ục luôn rồi. Cá đúng lì luôn, anh thảy xuống rồi nó dễ, thảy xuống rồi nó dễ, không ngon ha. Trời ơi, trời ơi, lôi vô sóc lưỡi dính cá con. Lôi vô sóc lưỡi luôn. Ơi. Thả nó luôn đi em ơi. Em thì dính cá, cha thì đã dính gốc nữa rồi. Cầm đi tiên. Cầm giùm cha đi tiên. Phụ phụ em ơi. Dứt luôn. Dứt không? Giờ này giật liên tục luôn rồi. Đó. Quá ngon. Bộ cái nghề gỡ không mà cái nghề. Đây, con cá trắng quá trắng luôn. Đó, giờ bỏ nó. Mặt tiều. Nhỏ quá mình thả lại. Gỡ cá xong rồi, mình vắt mồi và mình tiếp tục. Cha bên đây cũng vắt em nho lộn rồi cả nhà. Em nho ơi, em nho luôn rồi. Em ba cũng vắt, cha cũng vắt, nó lộn nó lại vậy. Gì anh giật quá giật rồi. Có nhiều người xem thắc mắc là nói gia đình mình đi săn sao thấy nhiều cá quá mà về ăn ít, còn phần cá còn lại đâu. Nói là như là mình làm gia đình ăn đủ thôi, còn nhiêu thì mình để lại chiều ăn hoặc ngày mai ăn. Có thể là mình cho cô chú ở xóm một mỗi người một con hai con ăn lấy thảo, hoặc là mình gọng lại. Chứ mình làm có bữa đi bắt chúng thì 3-4 kg mà mình ăn một lần thì đâu có hết. Nên là hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc, tại thấy cũng có nhiều người hỏi. Có bữa nào bắt 50-60 con sao ăn hết. Đó, ai vậy nói bắt 10 con là sao ăn có 5 con à, còn 5 con đâu. Đó là mình gọng lại rồi. Con để ơi, con ơi. Cha mỗi khi đi câu là cha lên trước. Hôm nay thì sao? Cha lại cha không dái hay sao rồi? Có thói quen trước khi câu thảy mồi xuống rồi mồi thuốc giá ông ta không để gồng ta mà câu được. Cả nhà thông cảm cho cha mình hút điếu thuốc giá ông ta ông địa để lên con cá khủng. Nãy giờ cũng lâu rồi mà cha chưa giật được con nào hết trơn á, cũng thấy ngứa nghề. Chính xác rồi đó. Đúng không? Ô cá trồng. Ôi cá trắng kìa. Cà chăm cư. Thấy mời chưa Út? Mời vậy. Xuống giật con đi em.
Do chưa giật mà Út sao giật. Đây ba hai con rồi đó. Út kéo gọng lên cha thiếu coi. Mở ra thẳng đi. Ờ đúng rồi. Trời ơi quá im Út ơi. Quá buồn rồi. Ba chồng cha nãy giờ thay mồi. Gia đình mình đi câu không sử dụng phao sáng, cũng không sử dụng chuông. Phao sáng là rất là bất tiện vì mình sử dụng được một lần. Còn chuông á là anh Nho nói cha với em ba khi kéo câu lên nó rất là khó. Chuông với phao sáng là một cái đầu. Một cái đầu cái cha cái dây nó trùng lại là nó sẽ dính lên trên cái chuông hoặc là nó... Những ý kiến của cả nhà mà bình luận trong mỗi video mình ra là gia đình mình đều có đọc được và tiếp thu cũng biết hết trơn à. Nhưng mà phao sáng với cái chuông là không có sử dụng được á, nên là thôi. Ủa vậy là nãy cha gói dây mà cha dính luôn. Gói dây rồi. Vậy mà cha quạo. Ủa cha bự cha. Gói dây vậy. Ê cha ơi. Sao mà gầm? Ôi cá bự. Ôi sao nó vàng dữ vậy? Cái vây nó vàng mà thịt nó trắng. Cá cả nhà. Nè, cá cả nhà. Cá nó ngon. Ủa sao con nè, trắng tươi luôn. Con này là thành quả của em ba. Úp được con rồi ha. Úp được con rồi. Cha được một con nữa. Cẩn thận cha. Cho vô gọng thôi. Cái con dây lại. Cái cá của cha. Cha ơi, vậy là cái điếu thuốc của cha phát huy tác dụng rồi. Vậy mà. Bà cậu gì đó. Chứng tỏ từ đậu giờ cha không giá như vậy á. Cái trần điện hay không? Cha thấy ở ngoài cũng dính nó hay ghê ra. Rồi bữa nay quá hay. Nó gọi mà trên đó thế nào không dính cá bự mà. Quá hay em ơi. Cho 10 điểm. Cha vui chưa cha? Vui rồi. Chứ nãy cha quạo mà con cũng thấy buồn buồn. Dễ không quạo mà cha quạo sao? Cha nói là để cha giật đừng có kêu. Đó, cha giục một cái là ngay mí luôn. Chơi chơi kêu. Thôi sửa đi. Hả cha? Chơi chơi suối kêu hoài hả? Kêu để giật. Cha tức à. Mà cái gì cũng vậy á, dính mấy ham. Bây giờ buồn ngủ rồi. Rồi, giờ cha có động lực rồi. Em ơi. Chúc cha xuống câu may mắn nha. Ờ, chân em, ghĩa nó đây chân em. Vậy đó. Ngày chiều mà ngày nó ra ra nè đi ăn cơm mà hay quá cha ơi, trúng ngay tâm điểm luôn. Ai mà ngọc không dính rồi con. Dễ hoài. Con thầm quá. Yeah.
Làm nho dính cha giật. Rồi á, em học được cái kinh nghiệm giật cá của anh này đó. Chắc ăn như nấm luôn á cha. Thả đi con. Thả đi cha. Thôi cho làm ảnh dưới cha. Mưa, trời mưa lâm râm mà. Mưa đâu cha. Dính không em? Em ba giật mà đá cái giò ngược ra sao luôn anh. Không phải. Đá lên trước mà nó bung tới sao, đúng rồi đó. Cá gì đá cầu vậy em ba? Cá gì cá mà như đá cầu. Như là sút sút bóng vô khung thành vậy anh ơi. Hoài. Rồi. Này để im quá mà chứ. Ba cái rồi, thẳng dây luôn. Cái này chắc hết mồi rồi. Hết mồi thì quay thôi anh. Hết mồi. Quá trời nó gịch. Đem xuống nước lại rửa tay rồi. Anh thọt tay xuống sông rửa không được sao? Giờ mới lọt cấm động chứ. Về khỏi tắm anh. Trời bắt đầu tối rồi. Bây giờ là 18 giờ rưỡi rồi. Cái đọc này dính với hậu nè. Cha đi cái là dính liền. Ngậu thấy cha. Để cho đi. Vâng, dưỡng câu con đi. Để con đánh. Ba cái nén lại lại trong cha. Con dính không nữa nữa. Ba dính không sao của cha chịu ra. Cha nói để cha gỡ được rồi. Cha nói để cha gỡ được rồi. Giờ tới lúc gỡ cá rồi. Từ hồi tối giờ mới dính được một con. Câu lên cha. Để gì đi. Cá cũng được, gậu nuốt lử luôn hay gì gậu. Còn thấy lử không cha? Nè.
Đây, một con cá trắng tươi. Nghĩ là trời nghĩ một cái em ru luôn. Để hết rồi rồi. Phải lên đi rồi nè. Nãy giờ lâu rồi. Mồi nó hết hay là nó hết mồi. Chắc nó ghẻ hết rồi. Cha cũng hết luôn hả cha? Đi mất dở quá nó nhờ. Cần câu của em ba như dạ quang vậy đó, ban đêm mà nó vẫn thấy sáng luôn. Thôi nhẹ phao à. Dạ. Thấy nó đi lắm á cha. Thấy đi với lại cá dịch nó dễ. Dễ lắm. Nhẹ cái là biết rồi. Coi nặng hết em. Dạ. Câu cha nặng. Không mà con kêu anh nhau lựa con màu hồng cho em ba đó cha. Dạ. Dạ. Đúng như sẽ thích luôn mà hợp phong thủy lắm nha. Mới về câu là dính luôn. Là điện thí chứ không thấy đường rồi. Điện thí chứ cũng độc lắm. Đó được rồi chá. Vậy đúng rồi, vậy đúng. Dài quá à. Vậy đó mới dễ quăng. Nó dĩ ra đưa ra cái rồi tới rồi. Dài cho nó dễ chỉnh. Còn nhiễu quá khó. Nhiễu vài hột mưa rồi chơi. Mẹ đi bế chồng. Con ở với ai? Ở với cha. Con ở với cha. Với cha cha đâu có vú. Ở với chú ra đàn ông. Vui. Vui vẻ là dính cá bự nha cha. Cha, giờ này liền rồi nó quặt ngực lại làm sao không rồi. Giờ cho cha xíu. Có dướng đọt không nghe cha? Thôi ngồi. Quăng mà em ba mà vỗ tay á là chỉnh rồi đó, mà còn quăng mà em ba em cự hí hí là lụm rồi đó. Ở cha. Đó, cũng qua bển đi cho cha. Ta cũng cho cha. Bự lắm. Nó lâu lắm, lắm. Nó dễ mạnh lắm. Nó lâu cái vụ luôn á. Chết rồi. Chết vậy? Cái này chết đi cha. Chết với tay cha chứ gì anh? Im ru rồi anh ơi. Vì em nó mà ghẻ là anh lại nha. Ghẻ thì vô. Dính á. Thấy trời liền chính xác không? Liền lên góc đó phải lụm. Quá hay. Cá trắng quá ngon. Trắng quá ngon cả nhà. Phích. Mày. Cha không liền hả cha? Thôi được á.
chị không? Gì gì gì? Ủa, nó quẹo tút dưới luôn rồi. Ở đây, ra chai, ra chai. Ra chưa? Dạ. Cái con bự chơi. Ồ. Cho liền chính xác ha. Ôi, cá bự luôn cha. Bự. Trắng nữa. Ê. Ê. Rồi, tổng, 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 tổng. Dính cha. Dính nè. Dính luôn. Trời ơi. Hên quá, hên quá, hay quá trời. Trời ơi. Cha cha có nào còn khâm mậu. Cha cho chị dép gì chứ. Cho chị dép. Chị dép của hả? Hồ đông của cha đúng thâm hậu bị uổng chứ. Cha phóng xuống sông con cá cha nó rớt xuống nước mà cha phóng xong mà dính luôn. Có cái đèn hết trơn. Bông hết trơn rồi con. Nè. Bông là cái gì cha? Nè. Đếm đếm đen đen. À dạ 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 dạ. Cái đèn bị nước dặn. Bị nước à. Vô. Chè rất là tài năng. Đây, em ba sẽ vô mồi tiếp. Nãy giờ cha không có dính cá nên cha sức chiêu. Nội công quá thâm hậu luôn á cha. Trời ơi gọi rồi. Mồi. Trời ơi. Ê gọi vô lục bình luôn rồi. Ủa cha đánh mồi chưa? Cha vô cục mồi nó gớt lại trên bờ luôn nè cha. Nội công quá thâm hậu rồi. Đi ra. Lạnh ha. Rồi giờ này tối rồi cả nhà ơi. Con câu lên. Về. Kéo lên cuốn lên giật một cái cha. Rồi nó cứ vô con nào không? Rồi. Đây là thành quả của mấy cha con mình câu từ chiều tới giờ. Đó. Hôm nay mấy cha con mình câu cá, video cũng khá dài rồi, chắc là không có làm ẩm thực. Xin phép cả nhà khép video lại ở đây luôn. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nha. Xin tạm chào, tạm biệt. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà luôn nha.